Từ vi tháng 7 năm 2024 tuổi Mão âm lịch, có thể ban đầu khi bước vào bất cứ việc gì con giáp tuổi Mão cũng rất thơ ngây, nghĩ rằng ai cũng tốt bụng, hiền lành. Thế nhưng những va vấp trong quá trình làm việc khiến bạn tỉnh mộng, hiểu rõ những rắc rối mà bản thân đang đối mặt. Nhìn chung, tháng này không phù hợp cho các quyết định quan trọng, nếu bạn càng tham vọng thì càng dễ bị mất mát tiền của cũng như sức khỏe. Tháng cô hồn chỉ phù hợp để bạn nghỉ ngơi, rút lui trong thời gian ngắn để bảo toàn sức mạnh của mình. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị tuổi mão đã đến với chuyên mục tử vi tháng của chúng tôi. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn tới quý anh chị. Trong video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của người tuổi mão trong tháng 7 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý bạn lên kế hoạch cho một tháng mới làm việc hiệu quả và mọi việc hanh thông. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin chi tiết. Tháng 7 âm lịch là tháng Nhâm Thân. Dương lịch từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 dương lịch. Can chi là tháng Nhâm Thân. Thiên can Nhâm Thủy, Địa chi Thân Kim, mệnh chủ Mão Mộc. Về phương diện sự nghiệp, từ vi tháng 7 năm 2024 tuổi Mão âm lịch, tháng mới con giáp tuổi Mão khó tập trung vì có nhiều vướng bận, hay để cảm xúc gây ảnh hưởng. Bạn thường gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng hạn. Bạn là một người nhiệt thành nhưng lại có thói quen làm việc đa nhiệm và mong muốn hoàn thành tất cả các đầu việc cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn nên dành sự nhiệt huyết và năng lượng của mình để tập trung hoàn một công việc cụ thể trước khi chuyển sang đầu việc khác để đảm bảo chất lượng công việc ở mức tốt nhất. Tuổi mão cần lưu ý rằng, những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể sẽ trở thành vấn đề rắc rối ở các ngày tiếp theo đó. Đây có thể là sự khác biệt hoàn toàn giữa thành công và thất bại. Trong nhiều tình huống, bạn quyết định nhanh chóng, vội vàng mà không suy xét cẩn thận. Tính cách này khiến bạn đôi lúc lỡ miệng nói ra những lời không hay hoặc tiết lộ bí mật cho người khác. Vì vậy, bạn nên luyện tập sự bình tĩnh, suy nghĩ trước khi nói. Tử vi tài lộc của tuổi mão trong tháng 7 Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi mão kiên trì với kế hoạch của mình nên cũng có thể kiếm được chút tiền bạc trong tháng này. Nhưng để việc này không còn là ăn may thì bạn nên rút kinh nghiệm từ thắng lợi nhỏ vừa qua để có kế hoạch thực hiện mọi thứ bài bản hơn. Thế nhưng ảnh hưởng của tiểu hao cũng cảnh báo là có khá nhiều khoản chi tiêu như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh. Là những khoản khó tránh nên chúng cũng khiến bạn tốn một khoản kha khá. Không những thế, có đôi khi chỉ do buồn mà tuổi mão lang thang mua sắm và tiêu tốn nhiều tiền chỉ để bản thân cảm thấy vui và bớt căng thẳng xem ra cách này chỉ có tác dụng tạm thời nhưng lại tốn tiền nếu đang có ý định muốn khởi sự làm ăn thì lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp bạn nên dành thêm thời gian để nghiên cứu đối thủ tìm ra điểm nổi trội về sản phẩm của mình để có thể tập trung vào đó nhằm chiếm thị trường ngách nhìn chung chưa vội chi quá nhiều tiền ngay lúc này nhé về phương diện tình duyên ngũ hành xung khắc khiến những cặp đôi tuổi mão có nhiều lục đục trong tình cảm thời gian này Căng thẳng liên tục xảy ra khiến bạn tự đặt câu hỏi rất nhiều về mối quan hệ hiện tại, không hiểu rằng mình có đi đúng hướng hay sai ngay từ lúc đầu. Người độc thân không hào hứng lắm với các cuộc hẹn hò diễn ra trong tháng chỉ vì tâm trạng của bạn không được vui, nhất là nếu bạn từng có những ấn tượng không được tốt sau vài lần gặp những người mà bạn được giới thiệu. Những mối quan hệ cũng không diễn ra như mong muốn trong tháng 7 âm lịch này. Bạn cũng có thể xích mích với người lớn tuổi hơn chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ hoặc ai cũng đang cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn thân. Đừng đi quá sâu vào những hiểu lầm, khúc mắc trong mối quan hệ với mọi người, quan tâm vừa phải và học cách lắng nghe thay vì đánh giá. Về phương diện sức khỏe Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi mão âm lịch, tháng này âm khí nhiều, bản mệnh chớ nên thức khuya khiến bạn bị ốm nặng và tốn tiền chạy chữa. Cố gắng sắp xếp cuộc sống một cách khoa học để ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Một số người có bệnh kéo dài thì chớ nên chủ quan, nên tìm ra phương cách chữa bệnh khác phù hợp hơn để dứt điểm các vấn đề hiện tại. Ngoài ra, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, làm việc chăm chỉ có thể mang tới tiền bạc nhưng lại khiến bạn bị lao lực đấy nhé. Không nên tạo thêm áp lực cho bản thân khi suy nghĩ quá nhiều về những gì bạn chưa làm được. Giải tỏa căng thẳng cũng là bước quan trọng để bạn có thể bảo vệ sức khỏe của mình trong thời gian này đấy nhé. Bên trên là tử vi tổng quan tuổi mão tháng 7 âm lịch năm 2024. Sau đây là vận trình chi tiết tháng 7 âm lịch cho từng tuổi mão. Quý mão 1963 mệnh kim có nhiều niềm tin hơn trong cuộc sống của mình ở hiện tại. Quý nhân trong tháng, hợi và mùi. Ất mão 1975 mệnh thủy những người không tốt sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của bạn không hề nhỏ. Quý nhân trong tháng, tí và ngọ. Đinh Mão 1987 mệnh Hỏa, tinh thần không được ổn, dễ ốm vặt, nên giữ gìn sức khỏe của mình. Quý nhân trong tháng, dần và dậu. Kỷ Mão 1999 mệnh Thổ, thận trọng với những ảo tưởng của mình sẽ khiến bạn đi sai hướng. Quý nhân trong tháng, thìn và ngọ. Tân Mão 2011 mệnh Mộc dánh xa những chuyện ồn ào của người khác, không hề có lợi cho bạn. Quý nhân trong tháng, mùi và tuất Bên trên là thông tin tổng quan tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Video đến đây là kết thúc, chúc quý anh chị và các bạn một tháng mới gặp nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong các chương mục sau.